con anh, này là con em, này là con giúp ba ông ra mà xem. Con ông bên ba thì con cứ theo mẹ, chung chung rồi riêng riêng bị hai éo lên. Ôi gia đình này vui nhộn ghê ta, nhưng cũng có bao điều lộn xộn. Chúng đòi chia đôi thừa kế, con riêng ghét nhau rồi lại thương nhau. Oh, 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 oh. Yêu đương mẹ cha thời ngăn cấm, baby là điều con mong ngóng bấy lâu. Xa nhau vì những điểm chung, thương nhau vì bao khác biệt. Giống nhau trong từng tế bào, vẫn chưa làm chi hơn thiệt. Vì gia đình chỉ có một mà thôi. Cha anh, mẹ em vẫn cứ luôn bên nhau. Cha anh, mẹ em chéo ngoe, thiên hạ cười chê liệu mà khéo che. Trong mắt con mẹ cha sống kiểu cũ, trong mắt mẹ cha con luôn lớn chưa đủ. Vun vén hạnh phúc chưa bao giờ là dễ dàng, nếu biết hy sinh sẽ tránh được bẻ bàng. Đời con còn dài mẹ cha thì ngắn thôi, vì tha lỗi lầm con vì nước mắt chảy xuôi. Cha anh mẹ em vẫn cứ luôn bên nhau. Cha anh mẹ nếu lẹt á nêm thêm nước mắm này, không chấm luôn nước mắm nha. Dạ, yeah. Quả quả này là con thích nhất luôn đó ba. Ừ, ăn đi. Ừ. Cái gì mà nước mắm là nó ngon gì đâu á. Con phải thêm xíu mắm mới được. Ừ, cho mắm đi, nó mặn mặn ngon. Con đâu ngửi mùi gì đâu ạ? Mới tắm nha, mới tắm nha. Mới tắm mới giặt. Không phải con xịt nước hoa. Ừ. Mùi gì? Nhưng mà đồ ăn Việt Nam mười kinh dễ sợ. Nước mắm, cái gì cũng nêm nước mắm. May là nước mắm, chứ nó là mắm ruốc, mắm tôm. Ôi trời, kinh quá. Trời đất ơi, thiệt tình á. Đồ gì mười vậy, từ từ nhỏ đến lớn có ăn cái này để lớn lên không? Có gì đâu lạ, cái mùi nó bình thường mà, mùi nước mắm nó bình thường. No, no, no. Ừ. Anh hai toàn ăn những món kia gì, em không có ăn. À, thôi được rồi, ngồi xuống đi, rồi nghe lại mùi nước mắm cho nó quen đi. No. Mùi kinh lắm, đổ đi. Hả? Đổ đi, kinh lắm. Mấy món này không thể nào ăn được. Bây giờ em sẽ nói với chị hai mua bò về làm bistec. Ồ, đúng rồi, làm bistec. Vì món đó dễ, chắc là chị hai làm được. Mấy món này đổ đi. Anh nè, còn có ý kiến gì không? Giọng Tây để con. Con nói đúng rồi, tại vì chúng ta phải cùng đẳng cấp thì chúng ta mới nói chuyện được. Xin mời. Xin mời muốn ăn bistec, đúng không? Yes. Xin mời muốn ăn medium, medium rare, well done. Thì mình muốn ăn kiểu gì? Cái gì? Con mới nói cái gì? Tiếng Tây, tiếng Tây, tiếng Tây. Là gì?
là xin mời bữa ăn bữa tới bữa chín chín vừa chín là chín. Mười nói như vậy dễ hiểu, nói cái gì không hiểu thì đò người ta phải chim chứ xa lại ưng đúng hơn. Thì mười thì mười chỉ thích cho nó chín vì mười tham mướn Tào Tháo giá tham mười. Ngồi đây hình như cảm giác không còn là nhà của mình nữa mà nó thuộc ở nước ngoài rồi vậy. Thôi vậy vậy tạm biệt, bye bye nhé. Ngửi nước mắm đi, còn không thích nước mắm đổ nước mắm đi ha. Bye bye hai người. Ở đây Tây quá, mình ra chỗ khác để Việt Nam. Còn dì Mười thích ăn món Tây, ngoài đường nhiều món Tây lắm. Ra đó ăn, đừng ăn trong gia đình này nữa nha. Thôi đi. Nói hồi tôi cũng like luôn rồi. Dì Mười hủ tiếu Việt Nam con ăn dì Mười nhịn. May quá còn đang nói đợi mới vậy. Ôi đúng quán ruột của mình thích. Chết gợi ngon quá. Con đang làm gì đấy? Dì, hôm nay con sẽ nấu món bò xào dâu muống cho dì Mười ăn. Sướng. Con biết dì Mười là mê ăn bò đó, nên là hôm nay đích thân con sẽ xuống dưới bếp để nấu bò xào dâu muống cho dì ăn đó. Để dì Mười nói con nghe. Mười thích ăn bò là bò beef steak, bò Mỹ, chứ không phải là bò xào dâu muống. Mấy món này chỉ là ăn tạm thôi. Ở Việt Nam á, thì đây là đặc sản, nhưng mà qua bên Mỹ á, mấy món này người ta chẳng ăn đâu. Mười đã nửa đời người, mười phải ăn món này rồi, bây giờ còn bắt mười ăn nữa. Con thì ăn đồ của sao đâu ngon mà, ai mà chả ăn. Gì? Đợt này con nấu ăn hơi bị xuất sắc luôn đấy. Con mà luộc rau nhá, là rau xanh mướt mướt luôn, không cổ còn đen thui lùi như ngày xưa nữa đâu. Tin đi đi. Từng nhờ. Cái gì? Bây giờ anh nấu ăn ngon nhờ? Ngon. Ngon lắm luôn á. Con làm gì mà ăn mặc ở trong nhà cứ như là một thằng giám đốc vậy? Đức tất nhiên rồi. Mười đi Mỹ mười không hay gì hả? Con đã là giám đốc rồi mà mười. Con nói mười nghe nè, mười mới đi Mỹ có mấy tháng thôi à, mà làm như mười sinh ra ở bển mấy chục năm vậy đó. Cái gì cũng đòi hỏi. Con nói vậy là sai rồi. Bò Việt Nam khô, cứng, còn bò Mỹ là được mềm hơn ạ. Bởi vì nó được massage cho nên thịt bò Mỹ rất mềm. Ta nói bây giờ chỉ cần một miếng bò Mỹ cắn vào một cái nó tan chảy ra mềm luôn. Chị ơi! Ai à, Dì Mười, dì có biết dạo được tôi đóng tiếng không? Đứng ở ngoài nghe mà muốn bể tim bể phổi luôn á. Nè, anh nè, dì Tùng, hôm nay nấu nhiều thức ăn lắm phải không? Hai đứa ăn hết đi, không có chừa gì hết á. Mà nếu còn dư á, đẹp đổ thùng rác đi. Bắt đầu từ giờ phút này, dì Mười không được ăn bất cứ cái thứ gì trong căn nhà này hết, hiểu chưa? Thôi cha thông cảm đi. Mười đi Mỹ mấy tháng về, nói chuyện hơi mỏi miệng với hơi đớt chút xíu, cha thông cảm được không? Oh my god! Anh hai cứ sao nóng tính quá. Em á hiện giờ em chỉ đang say bét lại thôi. Bét cái dân ra ngoài đường bây giờ á. Vì biết dạo này mỗi lần tôi giận gì tôi nóng tính mà không? Nè, tụi nó thiệt nha, muốn ăn đồ Mỹ cái gì, bò Mỹ cái gì, qua bên Mỹ mà ăn. Mới đi có mấy tháng về mà tính tình thay đổi rồi. Nhìn chén nước mắm chứ có bị rớt, nhìn rau muống chứ bị rớt, chắc nhìn sắc đô la cái ô tôi thích. Bực mình. Đó, tự nhiên người đi Mỹ về ra vẻ quá ăn chi vợ cha giận được kìa. Oh my god, excuse me. Chị mời muốn ăn bò Mỹ được không? Trời, Anna biết có một quán gần đây á,
hàng rất là ngon, bánh bò cực kỳ ngon, đầu bếp người nước ngoài nấu cực kỳ ngon. Đợi mình sẽ order một miếng bò Mỹ thật là thơm ngon. Bò Mỹ chính hãng luôn. Thêm một phần spaghetti. Yes. Salad. Ok. Bò ngon, có mì, có salad. Không thể nào thiếu được một chút hương vị vàng mà. Một chai vàng thì 10. Ok. Nhớ. Ok. 3,5 triệu con ra con lấy. Người ta ăn bò này không quen. Bò Mỹ nhưng phải là Wagyu. Ok, để đổi bò. Bò Wagyu. Ok, 7,5 triệu. Cái gì? Bò Mỹ cực kỳ ngon. Ok, 7,5 triệu. 7,5 triệu. Tự nhiên bây giờ mới suy nghĩ lại rồi. Mình không có muốn ăn thịt bò Mỹ nữa. Mình nghĩ là chắc là quán đó họ làm không ngon. Ngon, con ăn rồi, ngon cực. No, bò Mỹ là phải người Mỹ, người ta làm mới ngon. Còn đây Việt Nam làm thơm ngon. Lâu, gì sai rồi. Quán này là đầu bếp người Mỹ thực sự 100% về đây nấu luôn. No, chắc gì đã là người Mỹ. No. Không biết rồi. Ông bà mình nói quả là không sai. Giang sơn dễ đổi. Bạn tính lời dễ thương. Còn đò mát như quỷ. Không. Bò Tây mà. Thì nói đi, muốn ăn bò Tây mà. Ra vẻ người Tây mà nghe tới 7,5 triệu cái đã chẻ liền luôn. Thôi để sợ. Đang tính dụ thì người làm bữa ăn ngon. Dặn quá. Anna. Lên cha băng ra. Nấu hết rau muống. Ăn cho hết nha. Sao nói bò Tây giờ lại ăn rau muống? Được cứu rồi, đói quá. Mời. Tùng, con đi đâu đấy? Trời ơi, nửa đêm mà xuống đây lục cơm nguội ăn. Ủa, con nhớ mấy người bên Mỹ người ta đâu có ăn cơm nguội, đâu có mấy ăn mấy món Việt Nam tầm thường này. No, cái này mười không phải cho mười ăn. Mười đang mười xuống trộn cơm cho chó. Gì? Mười trộn cơm cho chó. What? Hả? Trộn cơm cho chó? Vâng. Nhà mình có nuôi chó đâu. Đúng rồi, nhà mình không có chó. Hồi nãy mười đang ở trên phòng, mười chuẩn bị ngủ, cái mười nghe tiếng chó chưa? Mười nghĩ rằng chó đói, mấy con chó han, cho nên mười xuống mười chuẩn cơm cho chó. Nửa đêm đang ngủ, cái lòng trắc ẩn của mười dành cho mấy con chó han hả? Yes. Rồi con, sao giờ này không ngủ, xuống đây làm gì? Tại ngủ mình lạnh lẽo, tự nhiên nhớ vợ con. Ôi, con bị như vậy là đáng đời. Ai biểu, đàn ông gì chẳng làm được tích sự gì, trên nhà khách cũng chẳng được, dưới bếp cũng chẳng được, đã dậy ra đường thì lại càng chẳng được, rồi về nhà còn ghen bạ.
hỏi sao con giờ nó chẳng bỏ con để đi lấy thằng khác. Thật sự mà nói nhá, con Hồng nó tới giờ này nó mới bỏ con là nó còn thương con, chứ không gặp như người khác, người ta bỏ đi đâu lâu lắm rồi. Hết à? Con cũng cảm ơn cái tấm lòng nhiệt tình nói của Mười. Mà từ ngày đi Mỹ về, Mười điệu Mười nói lâu, con buồn ngủ quá. No, đây không phải là điệu, mà đây là phong cách của Mười. Cảm ơn Mười. Nãy con nhớ vợ mất ngủ, nhưng Mười nói cái êm tai chắc ngủ ngon lắm. Thôi, để con đem cơm ra cho chó qua. No, cơm này Mười trộm cho chó thì để Mười đem cho chó. Mười, này nói thiệt nha, nãy giờ con tính cho Mười qua khúc này để sợ Mười quê, nhưng mà không được. Sao? Cơm chó. Đúng. Mười lấy cơm cho chó hoang ăn. Ừ. Cái Mười thử cơm chó luôn hả Mười? Chắc là lúc Mười trộn cơm. Trộn cơm. Chắc là thử cơm chó hoang. Nó dành tóm mặt Mười. Thôi Mười ăn, Mười nói Mười ăn đi, có gì đâu quê. No. Mười không có ăn, Mười trộn cơm cho chó. Trộn cơm cho chó? Thiệt? Yeah. Mấy con chó hoang chắc nó đang đợi Mười kia. Cái thằng chó chết là đói muốn chết. Mười, bộ Mười giận Tần hả? Làm gì mà từ ngoài nhà hàng về tới đây đi te rẹt không có nói câu nào hết trơn hết trời. Sao giận? Tôi chẳng thèm giận mấy người. Tôi nói thật nhá, từ đây về sau đừng bao giờ dẫn tôi đi ăn nhà hàng nữa. Cái nhà hàng gì toàn là những người chẳng đến lịch sự. Đàn ông gì mà không hề lịch sự. Quán đó nhá, lần sau mà đến cho tôi ăn miễn phí tôi cũng chẳng thèm. Thôi bình tĩnh đi, trời ơi, với lại về đây cũng lâu rồi, mình đừng có nói cái giọng đó nữa được không? Nói rồi tôi phải bắt chước, tôi nói theo lẹo lưỡi tùm lum hết trơn hết trời à. Tôi thích. Tôi đừng có thích nữa, nghe nó khó chịu, nó chổi cái lỗ tai quá. Chổi lỗ tai, vậy không, thì... Không, rồi, sao cũng được. Em thích là anh thích, Mười thích là Tần thích. Đừng có nóng nữa, ngồi xuống đi. Bây giờ tôi không thích nói chuyện với anh nữa. Đi về đi. Ủa, Mười. Mười ơi. Chuyện gì chứ Tần? Mày còn hỏi cái gì nữa? Đầu đuối câu chuyện này cũng tại mày không? Sao tại con? Ngồi xuống đi. Con có làm gì đâu. Mày ngồi xuống đi, là tao phân tích cho mày nghe nè. Hai cái voucher mà đi ăn nhà hàng ai đưa ra? Thì là con. Đó. Bả nghe mày cho hai cái voucher ăn nhà hàng, bả lật được ba chân bốn cẳng bả chạy đi ăn. Không kịp thay đồ, không kịp mang giày mang dép gì luôn. Trời đất ơi, đi vô trỏng, ta nói bả chê hết món này tới món kia. Bả nói cái này không tươi, cái thịt này có mùi, cái thịt này nó không được đỏ. Nhưng mà người ta nói rõ ràng đây là thịt nhập, bọt của be nhập bên nước ngoài về, thì cái thịt này nó phải đông lạnh chứ. Không lẽ giờ tải nguyên con bò đem về bỏ vô nhà hàng rồi xẻ thịt ra cho nó tươi. Bà nấu vậy mà bà không chịu, bà cứ giận đùng đùng lên. Trời, cái quán người ta mới khai trương, gặp Mười á, tính Mười rất là khó. Ừ. Thì bởi vậy á, 40 tuổi tới giờ vẫn là ế đó. Ê, nói vậy rồi, Mười nghe được Mười buồn. Không phải là ế, mà là giữ vững tư thế cho trai nó thèm. Mà trai là ai? Trai là tao. Tao đang rất là thèm, chảy nước miếng. Thôi để tao vô tao năn nỉ bà. Mày ngồi đi một hồi bà đuổi tao về bây giờ. Mười ơi, anh vô nè, Mười ơi. Mới đi Mỹ về á mà màu mè quá. Ông mong mong. Sao tôi thấy nó không có nhắc gì tới con nó hết á. Bộ nó không nhớ con nó hàng sao á. Ê,
Có khi nào nó bị trầm cảm sau khi sinh không? Làm gì có chuyện trầm cảm. Chả quyết định rồi. Bắt đầu á, sáng á, chúng ta cùng dậy một lúc. Ăn thì cùng ăn, rồi ngủ thì cùng ngủ, chết thì cùng chết. Nói cái gì vậy? Quên. Ê, mà nhà giàu nè. Quen biết nhiều đại gia nè. Sắp làm chị dâu của tôi nè. Ê, giới thiệu một đại gia cho tôi đi.